bế quan chưa bắt đầu mà đã có nhiều người vậy rồi. Nào, mọi người khỏe không? Kính chào sư phụ, con thương sư phụ. Chỉ nhìn thôi, đừng nói. Lực gia trì nhận được khi nhìn tôi sẽ thoát ra ngoài khi quý vị nói. Thế là lãng phí. Nhìn là tốt nhất, đừng nói. Nói thì lực gia trì sẽ thoát ra ngoài. Ý ta nói một phần lực gia trì sẽ thoát ra ngoài. Ta bảo rằng nếu quý vị nói công đức của quý vị thoát ra ngoài một chút, một phần nào, vậy tốt hơn là nên giữ lại. Có nhớ những con khỉ không? Ba con khỉ không nói, không nhìn vào những điều xấu, nói càng ít càng tốt. Tôi tiêu hao rất nhiều năng lượng vì tôi cần nói rất nhiều. Quý vị không cần nói thì đừng nói. Thương quý vị, hoan nghênh, chào mừng. Mừng đến nơi kim tốn của chúng tôi. Nó không thể so sánh với ngôi chùa xinh đẹp của quý vị. Quý vị khỏe không? Quý vị vẫn mạnh giỏi ha? Chà, vẫn y vậy, rất nhiều nữ giới. Mẹ tôi sinh ra ba cô con gái, có lẽ vì vậy tôi phải giữ truyền thống này. Toàn là nữ. Tuy nhiên nữ giới chu đáo hơn. Tôi không kỳ thị quý vị đâu. Tôi muốn dùng quý vị nữ giới làm hậu pháp cho tôi. Tuy nhiên quý vị quá bận chăm sóc gia đình, chồng và con cái. Thứ nhất, phụ nữ có rất nhiều trách nhiệm. Thứ nhì, quý vị không có mạnh mẽ như nam giới. Bất kể đàn ông có học võ công hay không, họ đã phục vụ trong quân đội và biết làm gì khi làm lính rồi. Vậy nên khi họ đứng cạnh tôi, họ cũng như mấy người lính, rất nghiêm túc. Tôi không phân biệt giữa nam và nữ, với tôi cả hai đều tốt. Nam giới và nữ giới khác nhau. Quý vị phải vun đắp mối quan hệ của mình mới sống với nhau lâu dài được. Bằng không, quý vị sẽ chia tay ngay sau khi kết hôn. Nói thật quý vị biết, một số cặp thậm chí trong kỳ trăng mật. Có phải tháng trăng mật không? Dạ, tháng trăng mật. Ảo lạc Việt Nam chúng tôi gọi là tuần trăng mật thôi. Sau vài ngày đầu của tuần trăng mật, hoặc ngày đầu tiên hay thứ nhì, một số cặp đã chia tay. Họ không thể chịu nổi nhau. Họ giải thích rằng họ thường chỉ hẹn hò mỗi tuần 2-3 lần. Và họ luôn luôn ăn mặc đẹp và cư xử tế nhị. Họ không ý thức được sự ảnh hưởng của cá tánh, thói quen và ngã chấp. Khi người ta kết hôn và ngày nào cũng không có gì để làm, trong tuần trăng mật thì nó sẽ lộ ra. Chỉ cần hai người họ ở trong một ngôi nhà nhỏ, đi tắm và đi vệ sinh, vân vân, quá gần nhau, thì các phẩm chất khác sẽ lộ ra. Và rồi họ ly dị. Khó cho người nam và người nữ chung sống trong một nhà. Nếu quý vị có vấn đề thì tốt hơn nên sống trong căn nhà nhỏ. Nhà nhỏ cũng được, nhưng tốt hơn là nên có hai phòng tắm. Tối thiểu là hai phòng tắm, một phòng ngủ và hai phòng tắm. Người ta đề nghị như vậy, thì có lẽ quý vị sẽ không có quá nhiều vấn đề. Ngoài ra, nhà nhỏ thì không cần dọn dẹp nhiều thì người chồng sẽ không phải nói, đi dọn dẹp nhà cửa đi. Rồi người vợ trả lời chồng, anh dọn đi, em không dọn đâu. Đi dọn đi, anh đó. Hôm qua em dọn rồi, hôm nay đến lượt anh. Thật khó, tôi không biết quý vị xoay sở thế nào. Hôn nhân của tôi rất tốt đẹp. Tôi không thể nói rằng hôn nhân nào cũng không tốt đẹp. Không đúng. Hôn nhân của tôi rất tốt đẹp. Hiếm khi có vấn đề. Trừ khi chúng tôi nói chuyện về tôn giáo. Không phải về chính trị mà về tôn giáo. Chẳng hạn tôi nói, có các cõi thiên đàng, có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Chư Phật. Chư Phật và một số chúng sinh có thể bay lên trời. Lúc đó tôi đọc kinh điển và thấy viết như vậy. Chồng tôi nói làm gì có chuyện đó. Đâu thể chứng minh được, chồng tôi có đầu óc khoa học. Nên chúng tôi tranh luận đôi chút.
chỉ một chút chứ không nhiều. Rồi tôi nghĩ, dĩ nhiên, anh ấy không hiểu. Chỉ đừng nói với anh ấy về những điều đó thì sẽ ổn, có vậy thôi, vì thật sự tôi không thể chứng minh. Tôi chỉ đọc điều đó trong kinh điển vào lúc đó. Nhưng thật ra, tâm ông thì như một Phật tử. Nếu tôi đặt tượng Phật và tụng kinh ở nhà, ông sẽ không phản đối. Tôi mời các nhà sư đến nhà để cúng dường cho họ nghỉ ngơi và sống một thời gian. Chồng tôi không phản đối việc đó. Khi tôi đi chùa Phật giáo, chồng tôi cũng không phản đối. Đôi khi, ông còn mang hoa về cho tôi để cúng dường Đức Phật. Chồng tôi hết sức tử tế. Chỉ có điều ông không tin những gì ông không thể thấy. Chúng ta không thể trách ông. Thật dễ thương. Và lúc đó ở nhà ông ăn chay trường với tôi. Nhưng khi đi làm ở bệnh viện, không có thức ăn chay. Vì vậy ông lại ăn thịt. Tôi nói hôm nay anh ăn nhiều thịt phải không? Anh có mùi không dễ chịu. Ông nói anh đâu có ăn thịt. Ông nói ông ăn chay. Tôi hỏi làm sao vậy được? Anh ăn gì nói em nghe. Thì chồng tôi trả lời bít tết. Tôi hỏi tiếp bít tết làm sao là thức ăn chay được? Ông trả lời bò ăn chay mà. Anh ăn bò vậy thì anh ăn thức ăn chay gián tiếp. Thôi đừng bận tâm, không nói về chuyện người khác nữa, hãy nói về chúng ta. Bây giờ quý vị biết tại sao tôi không thể để trẻ em đến rồi. Không để các em đến thường xuyên, thứ nhất chỗ của mình khá nhỏ, bây giờ đã tốt hơn một chút. Trước đây không có chỗ nào cả. Không đủ phòng tắm, nhà vệ sinh, vân vân. Chúng tôi mới sửa sang lại đôi chút. Có lần tôi nói với ban làm việc, chúng tôi không gặp nhau thường xuyên, hiếm khi ngoại trừ như hôm qua. Tôi có các buổi hội thảo với Mông Cổ và Đài Bắc nhân dịp ngày nghệ sĩ, vì vậy tôi đi lên đó. Tôi đi ngang qua và gõ cửa, nói, ồ, quý vị vẫn còn sống đó chứ, quý vị có ổn không? Thế thôi. Bình thường chúng tôi không gặp nhau vì thời nay rất thuận tiện. Tôi nói chuyện với ban làm việc. Họ nói, thưa sư phụ, tôi quên chuyện bắt đầu như thế nào. Dù sao, họ nói, thưa sư phụ, chúng con cảm thấy rất có lỗi. Ngài sống trong hang động, không có gì ngoài cái lều bên trong. Như thế có ổn không ạ? À? Tôi nói tôi ổn mà, tốt mà. Miễn là tôi không gặp ai. Sau đó họ hỏi, con hiểu, nhưng ngài ổn chứ ạ? À? Tôi nói quý vị không biết tôi vui giường nào. Có thể có chút thời gian vào trong lều và kéo khóa xuống rồi nằm xuống. Chà, thật thoải mái và hạnh phúc. Quý vị không biết đó thôi, vì tôi trân quý nó. Tôi trân quý nó. Không phải cứ như có nhà lớn và một nơi sang trọng thì chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc. Tôi có thể bảo đảm điều này. Tin tôi đi. Càng nhiều đồ đạc, càng phiền phức. Chúng ta phải quét dọn, lau chùi và lo lắng bị người khác lấy đi. Lo lắng kẻ trộm. Nếu không có gì, thì chúng ta không phải lo lắng gì cả. Nếu chúng ta có chút ít và trân quý những gì mình có, thì cũng tương tự như thể chúng ta sở hữu rất nhiều. Chúng ta còn cảm thấy vui hơn là có nhiều thứ. Nhưng dĩ nhiên, quý vị phải chăm sóc thân thể của mình. Đừng lạm dụng nó, đừng để nó bị bệnh. Tuy nhiên, chúng ta không cần quá nhiều để làm cho mình khỏe mạnh và hạnh phúc. Ngược lại, có ít đồ hơn và sống một mình sẽ cho chúng ta ít phiền phức hơn, không cãi cọ và không phân tâm. Chúng ta có thể rất tập trung vào thiền định hoặc nghĩ về điều gì đó có thể giúp thế giới. Nếu có quá nhiều người xung quanh thì quá ồn ào. Cho dù họ không nói, năng lượng bên trong của họ cũng có thể ồn ào. Nhiều người như vậy. Tôi từng có rất nhiều người tới giúp kỳ lạ. Trước đây có rất ít công việc, nhưng rất nhiều người có thể giúp, như thế cũng tốt. Bây giờ có nhiều công việc hơn, nhưng lại không có ai có thể giúp. Tôi phải làm mọi việc một mình. Tôi hiếm khi để mọi người vào hang động của tôi, trừ khi thật sự cần thiết, vì tôi không muốn bất cứ ai vào bên trong. Từ trường quấy nhiễu đó, phải mất vài ngày mới tẩy sạch được. Vì vậy, có nhiều người giúp không có nghĩa là sẽ làm quý vị hạnh phúc, không nhất thiết như thế.
Càng tu hành, quý vị càng muốn ở một mình. Thành ra, nhiều người tu hành ở một mình trên núi, trong túp lều nhỏ, túp lều gỗ, túp lều tranh hoặc túp lều đất. Họ cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi không có ý bỏ thế giới là đằng sau, đó không phải là ý tôi nói. Tôi nói rằng chúng ta cần ở một mình để có thể tập trung và cảm thấy hạnh phúc để chuyên tâm và tự tại. Lúc đó sẽ dễ hơn để nghĩ về mọi thứ. Đôi khi ở một mình quý vị có thể nghĩ thông hơn, phải không? Thành ra tôi nói với quý vị đặt cuốn sổ tay hoặc cây bút bên cạnh trong lúc thiền. Vì ý tưởng sẽ xuất hiện, câu trả lời sẽ bật ra. Câu trả lời luôn luôn ở đó. Thông thường khi quý vị hỏi sư phụ bên trong về điều gì đó, câu trả lời sẽ đến ngay lập tức. Khi quý vị hỏi bên trong, nhưng quý vị quá bận và quên đi hoặc không nghe được, nên không nhận được câu trả lời. Có lẽ nhận được, nhưng quý vị không để ý đến nó, giống như xem truyền hình, đôi khi chương trình rất hay, nhưng trong đầu mình lại nghĩ đến mấy chuyện khác. Vì vậy, bất cứ gì chiếu trên màn hình, chúng ta không nghe hoặc không thấy, phải không? Thật ra, trước đây tôi cũng không có nhiều người giúp đâu, dù sao cũng không có nhiều việc để làm. Nhiều người họ đến theo tôi để trở thành gọi là người xuất gia, thì chúng tôi sống với nhau. Một người sẽ nấu ăn, người kia lau dọn nhà cửa, và người khác sẽ giúp tôi hồi âm thư từ. Như vậy đó, cái gọi là giúp đỡ. Bởi vì lúc đó chúng tôi không có điện thoại và truyền hình. Chúng tôi không có gì cả. Bây giờ chúng ta cần có tivi vì ta muốn xem họ làm mọi thứ đúng hay không. Thường xuyên cần chỉnh sửa. Ta bảo họ cách để chỉnh sửa mọi thứ cũng khá tốt để giảm thiểu một số lỗi. Ta nghĩ quý vị tu hành giỏi. Quý vị trong hồng hào có lẽ vì tu hành tốt. Đại Hàn hả? Đại Hàn. Dạ. Từ Đài Loan, Formosa. Trung Hoa Đại Lục ạ. Trung Hoa Đại Lục. Thấy không? Quốc tế. Lần này cô đi một mình thôi à? Còn họ thì sao? Họ sẽ đến vào tháng 5 dự sinh nhật sư phụ. Ồ, lần khác. Không biết tôi có còn ở đây vào sinh nhật của tôi hay không? Ok. Đôi khi quý vị không có được thị thực kịp thời, tôi biết việc đó khó khăn. Thế giới này là như vậy. Tôi cũng thích mọi người đến đây thường xuyên hơn. Nhưng chỗ của mình có hạn. Đối với trẻ em, vì hôm nay là ngày thiếu nhi, tôi để các em đến. Nhưng các em chỉ đến được hôm nay. Trước đó thì không. Các phòng vệ sinh và phòng tắm không thuận tiện. Ngoài ra, chúng ta cần có giấy phép của chính phủ để xây dựng như vậy. Không phải chính phủ nghiêm ngặt, không, không phải. Mỗi quốc gia đều có luật lệ riêng. Nếu ai muốn làm gì cũng được, vậy nhỡ người ta xây trên xa lộ thì làm sao? Hiểu không? Dạ, hiểu. Và họ có thể đi vào tòa nhà chính phủ như dinh tổng thống và xây dựng bừa cái lều gì đó. Nói đây là quốc gia tự do và chúng tôi muốn làm gì thì làm. Tôi không có chỗ để sống rồi tôi đến phía trước hoặc phía sau của dinh tổng thống. Khu vườn phía trước và phía sau đều rộng rãi. Miễn là tôi không vào dinh, thì đi đến đó dựng lều có vấn đề gì đâu. Đây là quốc gia tự do mà. Như vậy không được. Quốc gia tự do cũng có quy tắc và trách nhiệm. Chúng ta càng có tự do thì càng có nhiều trách nhiệm hơn. Bằng không sẽ thành mất tự do. Phần lớn những người trẻ có lý tưởng rất cao. Họ muốn giúp thế giới và thay đổi xã hội cho tốt hơn. Nhưng không dễ thay đổi xã hội hoặc giúp thế giới. Quý vị thấy đó, chư Phật đến rồi đi. Có bao nhiêu người đi theo chư Phật, thuần chay mà họ còn ăn không được. Đừng nói chi đến năm giới hoặc 6, 8, 10 giới luật. Họ không có giới nào hết. Để bảo vệ bản thân này, họ sẽ làm bất cứ gì. Chỉ vì vài đồng tiền vàng, họ sẽ làm bất cứ gì. Dưới áp lực của xã hội, họ sẽ làm bất cứ gì. Không ai giúp ai cả. Chỉ cản trở nhau mà thôi. Thật đáng tiếc. Bởi vì xã hội rất ít người suy ngẫm về bản thân họ.
Phải có người hướng dẫn và nhắc nhở họ. Họ thật đáng thương. Tôi có nói với quý vị rằng tôi thông cảm cho mọi người, ngay cả tội phạm tệ nhất. Họ bị hoàn cảnh ép buộc, hoặc họ trở nên như thế vì họ ăn những thứ tệ hại như ăn thịt, uống rượu. Nó làm hư hoại dây thần kinh và khiến họ làm những việc sai trái và dùng ma túy nữa. Chúng ta vốn dĩ là những người tốt. Chúng ta ăn thuần chay mà còn có thể bị hại, đừng nói chi những thứ khác. Họ bỏ những thứ kích thích vào bên trong, như hành, tỏi, thí dụ vậy. Nó làm chúng ta bực bội hoặc có ham muốn tình dục. Mọi thứ đều làm hại chúng ta. Thế giới này thật sự là như vậy. Nếu quý vị không cẩn thận, mọi thứ mà quý vị vướng vào đều không tốt. Thật đáng thương. Vì vậy, không ai có tội lỗi. Ngoài trừ dây thần kinh bị hư hại, nhưng thần kinh hư hại cũng là vì do bị ảnh hưởng bởi tranh ảnh khiêu dâm, bạo lực và những việc xấu như rượu, thuốc lá và ma túy. Những thứ này khiến họ không tốt, hoặc có lẽ hạt giống xấu được truyền từ cha mẹ. Hoặc họ có thể bị hoàn cảnh ép buộc, hoặc bị bạn bè xấu lôi kéo. Thật sự rất đáng thương, ta không thể khóc thương đủ cho những người đó. Khi tôi ở một mình, lòng tôi đau đớn cho những người đó. Nhưng tôi chỉ làm được chừng đó vì tôi chỉ là một người. Truyền hình Vô Thường Sư có thể phát sóng thêm để mọi người biết và để đánh thức bất cứ ai có thể thức tỉnh. Họ không cần học từ tôi. Ít nhất họ thức tỉnh. Họ không sát sinh, trộm cắp hoặc làm những việc xấu thì xã hội sẽ ngày càng tốt hơn. Và khi mọi chuyện yên bình và an toàn, họ có thể bắt đầu suy nghĩ, à, có lẽ còn có những việc tốt hơn. Có lẽ có thể đến được Phật thổ. Có lẽ có thiên đàng, vậy thì mình nên thử xem. Khi họ cảm thấy an bình và thế giới hòa bình, họ có nhiều thời gian hơn để nghĩ và suy xét. Mỗi ngày họ bận kiếm tiền hoặc tranh giành với người khác, bằng không họ không thể tồn tại. Họ cũng không thể chăm sóc gia đình họ. Vậy làm sao họ có thể nghĩ về Phật thổ hoặc thiên đàng được, thậm chí nghe cũng không nghe được. Có nghe cũng nghe không vô. Điều này thật sự đáng thương. Con người thật đáng thương. Họ có Phật tánh, nhưng họ không nhận ra được. Họ có thiên đàng nội tại, nhưng họ không nhận ra. Họ lăn lộn trong bụi trần cả ngày lẫn đêm, cho đến khi họ quá lấm lem và lầm lạc. Và không thể nghĩ được gì cả. Thành ra tôi mới bảo quý vị, mỗi ngày tiết kiệm ít nhất vài giờ để thiền. Chỉ khi nào chúng ta bình an và thanh thản, chúng ta mới có thể nghĩ về nhà của mình và nhớ tới giáo lý của Đức Phật và Chúa Giêsu Kitô. Bằng không, chúng ta quá bận rộn thì làm sao có thể nhớ tới họ. Tuy nhiên, tôi cũng rất thán phục quý vị. Quá bận trong đời sống hàng ngày, nhưng quý vị vẫn dành thời gian để ngồi thiền, và quý vị vẫn có thể đến cộng tu những ngày Chủ nhật và giữ bế quan. Thật sự, tôi cũng rất thán phục quý vị vì điều đó. Vì bản thân tôi cũng rất bận rộn, tôi cũng hiểu bận rộn là thế nào. Không dễ cho lắm. Khi bận rộn, tôi thật sự có thể hiểu quý vị. Chẳng hạn, đôi khi tôi muốn làm cái này cái kia, hoặc đôi khi tôi muốn gọi điện thoại cho bác sĩ hoặc gọi điện cho một đồng tu để sửa chữa gì đó, hoặc làm đường đi, hoặc sửa cái này cái kia, ví dụ như vậy. Nhưng tôi không có thời gian, vì nếu gọi điện thoại tôi phải trả lời câu hỏi và giải thích chi tiết, tôi không có thời gian. Đôi khi họ có thể hỏi như về những việc xây dựng chỗ này chỗ kia hoặc làm cái này cái kia. Phải mất nhiều ngày tôi mới có thể trả lời họ, bởi vì tôi có những việc quan trọng khác cần lo liệu. Có thời hạn cho công việc của truyền hình Vô Thượng Sư, sự đúng giờ rất quan trọng. Đây chỉ là một ví dụ. Hoặc chó của tôi có thể ngã bệnh, mà việc này khẩn cấp hơn, hoặc thân thể của tôi cũng quan trọng nữa.
Tôi đối xử với thân thể của tôi như ưu tiên cuối cùng. Ngoại trừ nó không được khỏe, làm cho tôi không gặp đồng tu được, bằng không thân thể tôi không quan trọng. Ngày nay, có đủ loại thuốc, nhưng uống nhiều thuốc quá còn tệ hơn cho thân thể nữa. Đôi khi, thuốc thậm chí không hiệu quả. Bệnh nó sẽ tự hết hoặc có lẽ không. Người tu hành chúng ta vốn không nên nói nhiều. Nó tiêu hao nguyên khí của mình. Một vị minh sư có lần đã nói, nếu tôi mà biết thì tốt nhất là bị mù, điếc và câm. Vì chúng ta không cần những khả năng này để tu hành, đúng không? Không cần những cơ quan này. Ngoài ra, nếu nói nhiều, cũng không tốt cho quý vị. Cũng không nhất thiết là tốt cho những người khác. Họ có thể nghe tai này và có thể nó đi ra tai kia. Chứ kể đôi khi họ chỉ trích bừa bãi và tạo nghiệp xấu. Nhưng cũng không tốt nếu vị minh sư không nói, nếu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không nói, hoặc nếu Chúa Giêsu không nói, thì làm sao chúng ta nhớ được? À, tất cả chúng ta đều có Phật tánh, có Phật thổ, có thiền quốc bên trong chúng ta. Tuy nhiên, vì nói mà các ngài bị tổn hại, tôi còn chưa nói về sự nguy hại đối với thân thể của họ. Khi họ nói về chân lý cho mọi người nghe, một số chính phủ hoặc kẻ thù có lẽ không hài lòng hoặc ganh ghét, vì ai cũng thích nghe họ nói và tán thán họ. Đức Phật có người anh họ là Đề Bà Đạt Đa. Ông đã cố hãm hại Đức Phật đời đời kiếp kiếp. Ông là đệ tử của Đức Phật, vậy mà ông muốn hại Phật. Đó là vì tâm ham muốn danh lợi của ông. Dĩ nhiên người ta có thể nói, thiên đàng khảo Đức Phật, khảo kiểu gì vậy? Ngài đã là Phật rồi, Ngài đâu cần trải qua bài khảo gì nữa. Chưa kể nó gây ra tổn hại. Khi Đức Phật nói, rất nhiều người lắng nghe. Nhiều người lắng nghe Ngài và đi theo Ngài. Họ không chỉ lắng nghe mà còn tôn thờ Ngài. Họ tôn thờ Ngài và thường hay đi gặp Ngài. Họ cứ chăm chú nhìn Ngài, họ nhìn với ánh mắt thương yêu. Họ nhìn với tình thương tràn đầy, tâm sùng kính. Họ cúng dường Đức Phật, hương hoa, đèn và những thứ khác. Đức Phật cần đồ cúng dường làm chi? Nếu cần thức ăn ngon, Ngài đã ở lại trong hoàng cung. Nếu cần một nơi tốt để ở, Ngài đã ở lại trên ngai vàng của Ngài, đúng không? Vậy mà một số người vẫn hoài nghi Ngài, nghĩ rằng Ngài muốn thứ gì, Ngài cần gì chứ? Từ một hoàng tử cao quý, hạ mình là một tu sĩ, phải đi khất thực. Ngài còn muốn gì nữa đây? Đó là như vậy. Con người đều bị tẩy não và bị đầu độc như vậy. Đầu độc đến mức đó, đến mức mắt họ hóa thành mù và tai thành điếc, và họ không thể nghe hoặc thấy, và họ chỉ trích bừa bãi. Quá nhiều sự ô nhiễm độc hại từ xã hội. Một người mù lại dẫn một người mù khác. Dĩ nhiên, có ngày cả hai sẽ rơi xuống hố hoặc xuống vực. Rất đáng thương. Không phải họ xấu. Họ đã bị lừa để trở thành người xấu. Thành ra khi quý vị thấy ai đó xấu, đừng trách một mình người đó thôi. Hãy trách người dẫn họ lạc lối. Rất ít người có thể dẫn dắt người ta trở thành người tốt. Thật đáng thương, tất cả đều là vì ham danh lợi, bám chặt vào địa vị của mình, ngoan cố nắm giữ quyền lực của mình, và họ không bận tâm đến chuyện đúng sai. Họ tùy tiện dẫn người ta lạc lối mà không hối hận, mà không quay đầu lại. Họ cũng không muốn về hưu. Nếu người nào không hiểu thì không nên ngồi trên cao, họ nên về hưu. Nếu họ sợ làm con người lạc lối thì họ nên về hưu, họ nên rút lui về nhà, về nơi làm việc của họ và kiếm sống. Họ sẽ gây ra ít tai hại hơn và tạo ít nghiệp hơn. Địa vị càng cao và càng vô minh thì họ càng có thể làm hại nhiều người hơn. Tôi không biết nói gì về họ đây. Tôi không chỉ thấy thương cho họ mà cũng rất giận, rất giận. Họ dùng địa vị của mình để dẫn dắt hàng chục triệu người đi lạc lối. Đây không phải chỉ là một hoặc hai người bị lừa. Tôi không biết khi nào họ mới đi lên được.
Xã hội là như vậy. Chúng ta ăn thức ăn thuần chay, nhưng đôi khi nó chứa những nguyên liệu không thuần chay mà không được liệt kê trong thành phần. Và chúng ta càng ăn, càng có hại cho sức khỏe của mình. Tâm trí của chúng ta trở nên kích động hơn. Rồi chúng ta tức giận và mọi người bắt đầu tranh cãi với nhau, thấy không? Thậm chí là như vậy. Ăn thuần chay không có nghĩa là luôn luôn có an bình và hạnh phúc. Chúng ta vẫn có thể bị gạt. Đôi khi thành phần động vật được thêm vào thực phẩm chay vì người bán tin rằng như vậy sẽ ngon hơn và bán chạy hơn. Con người bị gạt gẫm, đôi khi cả ma túy cũng được bỏ vào. Ma túy được thêm vào thịt để làm cho người ta nghiện, để kinh doanh sẽ tốt hơn. Thật kinh khủng. Thành ra ngày nay, rất khó để thật sự bảo vệ bản thân chúng ta. Tất cả chúng ta phải cảnh giác, phải cẩn thận hơn. Thật tốt là chính phủ Đài Loan Formosa bây giờ ban hành luật pháp yêu cầu thành phần phải được liệt kê rõ ràng trên nhãn sản phẩm. Nhưng tôi cũng không biết danh sách rõ ràng được bao nhiêu. Tốt nhất là tự mình nấu ăn. Dù sao, chúng ta cũng không cần bất cứ thịt thuần chay nào. Nếu thực phẩm đó là do chính đồng tu làm thì được. Chúng ta phải kiểm tra xem có ổn không, kiểm tra xem có thứ gì như hành trong thành phần không. Các sản phẩm người ngoài làm thì tôi không biết. Tôi không thể bảo đảm. Chúng ta phải giữ mình trong sạch và thuần khiết. Ví dụ như nếu quý vị thỉnh thoảng ăn một chút thì vẫn không sao. Hoặc nếu quý vị nấu cho người khác và thỉnh thoảng dùng một lần thì không vấn đề gì. Ngoài ra không phải là lúc bế quan, nên ổn hơn. Trong lúc bế quan, quý vị không thể ăn những thứ đó. Nếu ăn, thì quý vị không bình tâm được. Tư tưởng của quý vị sẽ chạy lung tung. Tôi không dọa quý vị đâu. Cũng không phải vì Đức Phật đưa ra các giới luật mà tôi trì giới. Không liên quan đến giới luật, mà vì lợi ích của quý vị. Quý vị phải bảo vệ bản thân. Đây là từ kinh nghiệm cá nhân tôi. Không phải vì Đức Phật nói điều này, điều kia. Nếu không tin điều này, quý vị có thể thử xem. Đóng cửa lại và tọa thiền trong 3-4 ngày. Và mỗi ngày ăn hành, hoặc chỉ ăn trong một ngày. Ăn nhiều thức ăn có hành tỏi. Hoặc quý vị tự nấu cho mình và cho chút hành tỏi vào thức ăn, không nhất thiết là nhiều, mà vừa đủ làm cho thức ăn ngon thôi. Rồi quý vị tọa thiền trong 3 ngày, sau đó đến cho tôi biết là tôi nói đúng hay không. Tôi không dọa quý vị đâu. Để làm gì? Tại sao tôi lại dọa quý vị chứ? Ăn hành hoặc tỏi không phải sát sinh. Tôi không nghiêm khắc, tôi chỉ khuyên quý vị thôi. Quý vị thấy đó, đây là lý do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải nói về những điều này. Nếu Ngài không nói về hành tỏi, làm sao chúng ta biết được? Kỳ lạ, ta ăn chay, ăn thuần chay. Ta không ăn chút gì có thành phần động vật. Tại sao tâm trạng ta lại không tốt? Và ta không thể buông bỏ ham muốn tình dục. Quý vị không biết. Thành ra, chúng ta cần phải cảm ơn Đức Phật, cảm ơn Ngài. Rồi, vì Ngài nói nên người ta ganh tị. Những bài giảng của Ngài hay quá, ai cũng đến nghe. Chúa Giêsu Kitô cũng vậy, mọi người tôn thờ Ngài. Nếu quý vị có bạn trai, bạn gái hay chồng hoặc vợ, thì dĩ nhiên ít nhất quý vị cố gắng làm cho nó êm xuôi. Nếu quý vị có gia đình hay mối quan hệ, dĩ nhiên tôi chúc quý vị tốt lành. Và quý vị làm cho nó êm xuôi và tôi chúc quý vị hạnh phúc để quý vị có được tâm bình an để mà thiền. Tôi không trách quý vị, không nói quý vị là người tội lỗi hay gì cả. Đó là nghiệp của quý vị. Đó có lẽ là định nghiệp của quý vị. Có lẽ nghiệp kiếp trước mà quý vị phải trải qua và cố gắng cư xử tốt với nhau và tạo hạnh phúc. Để quý vị có thể tọa thiền tốt. Vì nếu mối quan hệ của quý vị bất ổn thì rất khó để tọa thiền bình an hay làm công việc của mình. Chỉ cần xem nhau như bạn hữu, người bạn tốt nhất, cư xử với nhau một cách tôn trọng, an hòa, trìu mến, để đời sống luôn tốt đẹp cho quý vị. Đó là nghiệp mà quý vị phải trải qua. Tôi không chê trách hay gì cả. Chỉ là quý vị không biết, sống độc thân là giải pháp tốt nhất.
Thế thôi. Kinh nghiệm của riêng tôi chia sẻ với quý vị, nhưng điều này không phải bắt buộc hoặc đó không phải là buộc tội. Không có gì như thế, tôi hiểu mọi chuyện. Tôi cũng đã trải qua rồi, nên tôi hiểu quý vị. Lý do trước đây Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có gia đình là để Ngài có thể hiểu tình cảnh của thế gian nhiều hơn là nếu Ngài không có. Sau khi Ngài đã khai ngộ, Ngài hiểu ở một đẳng cấp khác, thấy không? Nhưng Ngài vẫn hiểu được trình độ thế gian để Ngài có thể dạy người tại gia, không chỉ dạy người xuất gia thôi, mà cả người tại gia, những người phấn đấu với đời sống gia đình của họ, để Ngài có thể khuyên họ, để Ngài có thể trước hết hiểu và cảm thông với họ, rồi Ngài mới có thể dạy họ. Có lẽ vì lý do đó mà trước đây tôi phải kết hôn. Không có lý do chính đáng nào cả, không có gì hết, tôi chỉ là một cô gái như mọi người khác, và tôi bị theo đuổi, và cuối cùng tôi nói được. Mọi người khác nói với tôi, được đó, chứ cô còn muốn gì nữa, cô đã 28 tuổi rồi, cô đã già lắm rồi, nếu bây giờ không kết hôn thì khi nào? Và anh ấy sẽ không ở đó chờ cô mãi. Anh ấy đẹp trai, là bác sĩ, thật đáng yêu và cưng chiều cô. Trời ơi, cô còn muốn gì nữa? Áp lực bạn bè đủ thứ cả. Nhưng tôi không bao giờ hối tiếc là đã kết hôn với chồng cũ của tôi. Ông là một người tuyệt vời, người tốt nhất mà mình có thể có, theo tôi thấy. Thế thôi. Vậy nên tôi hiểu quý vị, không dễ để từ chối tình yêu và tình cảm từ người khác, từ một người rất thương yêu quý vị và dành hết tấm lòng của anh ấy hoặc tấm lòng của cô ấy cho mình. Tôi hiểu điều đó. Hãy trân quý điều đó và biến nó thành một công cụ tốt cho hạnh phúc, niềm vui để quý vị có thể tiếp tục với đời sống cô đơn, khó khăn và đầy thử thách của mình. Quý vị có thể cần người bạn đời luôn luôn ở bên mình, động viên mình, và đôi khi ngã vào vòng tay khi mình cần an ủi. Khi quý vị không đủ mạnh mẽ để sống một mình, vậy cũng được. Nhưng hãy thật cẩn thận. Đừng làm hỏng mối quan hệ đó hoặc tạo thêm rắc rối. Và đừng theo đuổi người khác, làm đau lòng người thương yêu quý vị. Thế thôi. Đó là ý nghĩa của một trong các giới luật. Không phải là quý vị không thể có bạn đời. Chỉ là hãy giảm bớt về ham muốn thể xác. Cố gắng đừng quá đắm chìm. Nó sẽ làm quý vị kiệt sức. Quý vị cần nhiên liệu để về nhà. Nếu quá kiệt sức, quý vị mệt mỏi. Và khi ngồi thiền, quý vị không thể tập trung tốt. Quý vị sẽ buồn ngủ. Chúng ta phải cố gắng tận dụng cuộc đời mình trong thế gian này. Khi đời quý vị vốn ngắn ngủi, rất ngắn. Lúc mới ra lò, tôi như cô gái ngây thơ. Vậy mà mới đó tôi đã sống qua 30 năm rồi. Quá nhanh. Có một trong những hộ pháp ở đây, người bảo vệ. Tôi biết cậu ấy lúc cậu mới 2 tuổi, không phải lúc tôi mới ra lò, mà lúc đó đã có nhiều đệ tử ở Đài Loan, Formosa rồi, và cậu là một trong những đứa bé vẫn còn được cha bồng và luôn luôn khóc vì cậu nói con muốn gặp sư phụ. 2 tuổi, ở nhà, mỗi lần cậu thấy hình sư phụ, con muốn đi gặp sư phụ, con muốn gặp sư phụ, và rồi khóc bù lu bù loa. Bây giờ cậu ấy là hộ pháp, một trong những hộ pháp của tôi. Tôi nhớ cậu ấy vì lúc đó chúng tôi gọi tên cậu ấy. Không biết tại sao lại kêu tên đó, nhưng gọi cậu là mũi tẹt. Mũi tẹt vì mũi của cậu ấy lúc đó có vẻ tẹt. Tôi không biết tại sao người nào đó gọi cậu ấy như vậy, và thế là cậu dính với cái tên đó, nên tôi vẫn gọi cậu ấy là mũi tẹt. Tôi bảo cậu ấy không phải vì mũi của cậu ấy vẫn còn tẹt, mà bây giờ trông cậu rất đẹp trai. Chỉ là tôi thích tên gọi đó vì cậu là một đứa trẻ rất ngoan và gợi lại kỷ niệm đẹp cho tôi. Nên cậu ấy nói con cũng thích tên đó, sư phụ. Tôi nói được rồi, cả tôi và cậu đều thích cái tên đó. Bây giờ cậu ấy đã lớn rồi, mạnh mẽ, cao hơn tôi nhiều.
rất mạnh mẽ và to lớn. Tôi không biết hôm nay cậu ấy không ở đây, có lẽ cậu ở đâu đó. Hôm qua cậu ấy vẫn còn như bảo vệ tôi khi tôi đi lên đó và đến đây. Một trong những hộ pháp buồn cười. Và bây giờ cậu thật cao to, mạnh mẽ, đẹp trai. Nên tôi nói với cậu ấy, không phải vì anh không đẹp trai mà chỉ vì tôi thích cái tên đó gợi lại kỷ niệm đẹp. Cậu ấy nói, dạ con thích như vậy sư phụ, con vẫn thích cái tên đó. Trời ơi, tôi nhìn cậu ấy và mỗi lần tôi nhìn những đứa trẻ như cậu ấy bây giờ đã trưởng thành, tôi cảm thấy, ôi trời ơi, tôi thuộc vào viện bảo tàng rồi. Đồ cổ. Tôi có viết một chuyện cười về tấm hình. Không biết chuyện đó đã lên TV hay chưa? Tôi khi họ để chuyện cười của tôi lên TV, chuyện cười nguyên bản. Chuyện cười này của tôi kể chuyện cười như vậy. Một trong các nhiếp ảnh gia đôi khi chụp hình tôi. Và tôi nói, này, hình chụp trông không giống tôi. Anh từng chụp hình cho tôi đẹp lắm mà. Sao bây giờ trông già quá vậy? Rồi ta nói, biết không, máy ảnh đã cũ, lỗi thời rồi, máy ảnh hẳn phải khoảng 30 năm rồi. Khi anh ấy chụp hình tôi lần đầu, tôi đã 30 mấy tuổi rồi, nên máy ở đây đã 30 năm rồi. Tôi muốn quên, đổ thừa cái máy ảnh. Nhưng máy ảnh ngày nay còn tốt hơn thời đó. Vì vậy, khi quý vị xem một số băng hình cũ, rất cũ trước đây, khi sư phụ của quý vị mới ra lò giảng pháp công khai, một số băng rất mờ, nên họ chỉ để âm thanh mà thôi. Vì chất lượng băng hình thật sự dưới mức tệ. Không sao, quý vị vẫn nghe được giọng nói của tôi. Và chẳng bao lâu nữa, có lẽ, nếu đối tượng này của nhiếp ảnh quá già, thì quý vị có lẽ hầu như cũng chỉ nghe giọng nói mà thôi. Và hình đó là chuyện cười của tôi, đùa cợt về chính tôi. Nhưng tôi chỉ phóng đại một chút, chuyện cười mà. Mình phải làm cho nó ly kỳ hơn và cấu kết, phải được phóng đại hơn, kinh ngạc hơn để người ta cười. Quý vị sẽ thấy chuyện cười đó, có lẽ họ sẽ sớm phát sóng thôi. Vậy nên, cuộc đời mình còn ngắn hơn là mình nghĩ. Khi tôi còn nhỏ, còn bé, mẹ tôi bảo tôi là bà 40 tuổi rồi, thì tôi nghĩ, già vậy là già lắm. Già, rất rất già. Còn khi tôi 40 tuổi, tôi nghĩ, ồ, vẫn còn trẻ mà. Và thoáng cái đã 60 tuổi. Và thoáng cái đã qua luôn 60. Và rồi lần sau quý vị đến, quý vị cũng không biết tôi sẽ ở lại đây bao lâu. Thật sự hãy trân quý thời gian, cơ hội, tài sản, nhà cửa và hạnh phúc của quý vị. Không phải vì quý vị cần, không phải vì chúng ta tham những thứ này, nhưng nhà cửa, tài sản của quý vị cho phép quý vị có một nơi an toàn, tốt để thiền. Cho phép quý vị thỉnh thoảng đến đây gặp tôi để làm dịu nỗi nhớ mong của quý vị và có lẽ mang về nhà những điều mà quý vị cần. Có lẽ lời nói, có lẽ tình thương của tôi. Có lẽ điều gì đó mà chúng ta không thể chứng minh. Đem về nhà điều gì đó. Nên nếu quý vị không có tài sản thì cũng không tốt, phải không? Đúng không? Giá đúng. Vậy đừng coi thường tiền bạc hay tài sản, địa vị hoặc tiện nghi của mình trong đời. Hãy trân quý nó, biết ơn nó. Không có nó, dĩ nhiên chúng ta sẽ không chết, chỉ là ít thuận tiện hơn, ít thoải mái hơn, thế thôi. Nên nếu quý vị có đủ điều kiện, có tài sản, có sức khỏe, có ngôi nhà tốt, hạnh phúc ở nhà, thì quý vị là người rất may mắn. Nhưng chỉ sử dụng nó, dùng nó để thuận lợi cho mình, chứ đừng bám víu vào nó, vì nó sẽ thành chủ nhân của mình. Thì quý vị sẽ gặp rắc rối, sẽ không được tự do. Để giải thoát chính mình, chỉ điều đó thôi, chứ mọi thứ đều tốt cho quý vị, mọi thứ trên thế giới này đều tốt, nếu chúng ta biết cách dùng. Như xe hơi, quý vị phải biết cách điều khiển nó, bằng không, nó sẽ có hại cho quý vị và những người khác. Và như điện, quý vị phải biết cách để dẫn điện, lắp điện, bằng không, nó sẽ giật và có thể sẽ làm quý vị hoặc người khác chết. Mọi thứ trong đời đều tốt cho quý vị. Tôi không nói, này, chúng ta là người tu hành, chúng ta không cần gì cả. Chắc chắn rồi,
Chúng ta không cần bất cứ gì bên trong. Bên trong quý vị xả bỏ, không bận tâm chỉ bên trong. Nhưng bên ngoài quý vị vẫn cần. Đừng nghĩ sư phụ sống trong hang động, tôi cũng sẽ đi sống trong hang động. Điều đó không làm cho quý vị thành Phật đâu. Nó chỉ gây rắc rối cho quý vị vì không quen với lối sống đó. Hang động bị dột, quý vị không biết cách xử lý, rồi có thể không khỏe mạnh nữa. Tôi sống ở đó là vì không biết sao. Tôi chỉ thích sống ở đó. Không phải vì bắt chước quý vị hoặc vì điều đó khiến tôi thành Phật. Không phải như vậy. Chỉ là hoàn cảnh ở đây. Hoặc hoàn cảnh ở đó. Như trước đây ở Tây Hồ, chúng tôi không thể xây gì cả. Nên chúng tôi chỉ đào hang động. Vì hang động là hợp pháp, yên ổn. Hang động chỉ rộng mỗi bề 2 mét và có cái hiên nhỏ bên ngoài, thêm 1 mét hoặc nửa mét, tùy vào cảnh quan. Vì hoàn cảnh là như thế đó, không phải vì tôi đào hang động để tôi thành Phật, hoặc tôi trở thành như nhà tu khổ hạnh, không phải. Quý vị cứ sống tùy theo phương tiện của mình, tùy theo hoàn cảnh của mình, thì mình sẽ có an bình. Đừng cố ép buộc điều gì cả. Đừng ráng làm gì khác thường quá, rồi quý vị sẽ không còn ý chí nữa để đối phó với quá nhiều thử thách trong đời. Cứ để tự nhiên là được. Tôi sống trong hang động ở đây vì nó xa hơn, cách biệt hơn cho tôi. Và vì vậy, tôi không cần yêu cầu đệ tử xây nhà cho tôi. Họ đã chọn một nơi tốt, phong thủy tốt rồi. Tôi không quan tâm về điều đó. Xây dựng cần giấy phép. Phải mất nhiều tháng trước khi được chấp thuận, rồi xây nó và rồi phải kiểm tra. Và có lẽ tiếp tục đến kiểm tra nhiều lần. Phí thời gian quý báu cho quý vị, thời gian quý vị cũng quý báu như thời gian của tôi. Tuy quý vị không nghĩ như vậy, nhưng tôi nghĩ vậy, nên tôi làm phiền quý vị càng ít càng tốt. Để quý vị có nhiều thời gian hơn mà thiền, quý vị đã có gia đình, có công việc và các việc khác, giúp trung tâm và truyền hình vô thượng sư. Nếu quý vị dành hết thời gian xây nhà cho tôi và cho các bạn chó của tôi, thì vẫn phí quá nhiều thời gian. Nên hang động đã có sẵn thì tôi dùng. Chỉ là chuyện tự nhiên thôi và nó cách xa đại chúng. Nên tôi có được chút riêng tư và yên tĩnh để làm việc của mình. Thật sự là có hang động tôi rất vui. Không phải như tự hành hạ mình hoặc làm vậy vì lý do khổ hạnh. Dù tôi làm vậy để tiết kiệm công đức, dù vậy tôi rất hạnh phúc trong đó. Khi tôi đi vô đó, sau khi đã làm việc rất nhiều rồi trở về, và nếu tôi có thể có thời gian để bò vô lều và ở một mình kéo khóa xuống, tôi cảm thấy chà, phúc đức làm sao. Tôi thật sự rất trân quý nó. Vậy đừng làm những gì tôi làm. Nếu quý vị không làm được, đừng làm, đừng bỏ rơi gia đình hoặc bạn gái, bạn trai hoặc chồng, vợ vì tôi. Vì tôi đã làm vậy, không cần thiết. Quý vị xả bỏ trong tâm mình. Không phải ai cũng có nhân duyên xuất gia. Và không phải ai cũng có thể làm tu sĩ như một tu sĩ. Nhìn tôi xem, trong tôi có giống tu sĩ không? Thậm chí tôi đã thành tu sĩ. Hãy nhìn tôi, nhìn đây. Trong tôi không giống tu sĩ chút nào. Nhưng ai bận tâm làm chi? Quý vị có bận tâm không? Không ạ. À. Các bạn tâm tôi mặc gì không? Dạ không. Không, tốt. Đó là nghiệp của quý vị. Nhìn nghiệp quý vị. Đừng nhìn. Chúng không phải là quần áo, chúng là bụi, bụi xanh. Nghiệp, nghiệp của quý vị. Không sao, hoặc có lẽ nghiệp của tôi. Có lẽ tôi phải làm vậy. Để tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn, hầu giúp một số người chỉ cần tiền mà chưa cần sự giúp đỡ tâm linh. Cần tiền thì tôi có thể giúp họ. Chúng ta có nhiều hình thức giúp đỡ khác nhau. Thôi được rồi. Tôi cảm ơn quý vị vì đã đủ khai ngộ để nhìn qua lớp bụi và thấy linh hồn của tôi và thấy sự thành tâm của tôi và thành quả tâm linh của tôi. Tôi cảm ơn vì điều đó. Tôi thật sự hãnh diện về quý vị. Cảm ơn quý vị. Tôi rất cảm động. Tôi thật sự cảm động. Cảm ơn. Cảm ơn quý vị rất nhiều, rất hiếm có.
Vì tôi ra lò là một ni cô và rồi tôi thay đổi cả vạn lần với những thứ khác nhau, thế mà quý vị vẫn theo tôi. Cho nên không phải là về tôi, mà là về quý vị, là quý vị đã thật sự tiến triển, quý vị đã thật sự tiến bộ, linh hồn của quý vị tiến bộ, tâm linh của quý vị đã thăng hoa rất cao. Tôi rất hãnh diện về quý vị và rất mừng có được quý vị là những người gọi là đệ tử của tôi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị làm tôi hãnh diện. Cảm ơn quý vị. Nhất là những người xuất gia mà đi theo tôi, ý nói những tu sĩ thật sự đã tu hành một thời gian dài. Trước khi họ đến với tôi thật sự cảm ơn họ. Tôi thật sự thán phục họ. Vì người xuất gia hầu hết bình thường là đã cố định trong đức tin của chính họ. Trong tôi không giống bất cứ gì xứng đáng với tín ngưỡng và sự tin cậy của họ. Thế mà họ vẫn tin. Thế mà họ vẫn tin tưởng tôi và họ tiếp tục đến bế quan và gặp tôi. Điều đó có nghĩa là họ cao đẳng. Không phải chỉ vì họ là người xuất gia, mà vì họ cao đẳng, đã phát triển đến mức cao. Thành ra tôi mới bảo quý vị, hãy để họ được yên, bảo vệ họ, tôn trọng họ, để họ có thể phát triển hơn theo cách riêng của họ. Đừng tìm cách đến quá gần, vì quý vị không biết đẳng cấp của mình như thế nào, quý vị có thể ô nhiễm họ. Tôi xin lỗi nếu tôi có làm phật lòng quý vị. Tôi luôn luôn nói sự thật mà thôi. Tôi không muốn nổi tiếng thế giới là một nữ nhân ăn nói ngọt ngào, là minh sư hiền lành, là minh sư rất lịch thiệp. Không. Tôi ở đây vì chân lý. Tôi ở đây chỉ vì quý vị, vì lợi ích cho quý vị. Và nếu tôi có bao giờ xúc phạm quý vị theo bất cứ cách nào, thì xin thứ lỗi cho tôi. Nhưng tôi sẽ không thay đổi. Đừng mong có gì thay đổi. Tôi sẽ không thay đổi đâu. Nếu đôi khi tôi phải đuổi quý vị ra để ngã chấp của quý vị chạy mất, thì tôi sẽ làm vậy. Nếu tôi phải làm để quý vị thức tỉnh, tôi sẽ làm vậy. Đừng mong bất cứ thay đổi nào từ sư phụ của quý vị. Bà ấy là như vậy, bà ấy sẽ luôn luôn là vậy. Chăm sóc bản thân mình, hãy hướng nội, đừng nhìn ra ngoài, hãy khiêm nhường, luôn chấp nhận, để quý vị có thể tiến bộ. Đừng nghe đầu óc của mình, ngã chấp của mình. Tôi không bao giờ muốn làm điều gì có hại cho quý vị, nhất là đối với những người tu hành tốt. Nhất là không muốn xúc phạm quý vị. Vì lý do gì chứ? Chỉ không tốt cho tôi thôi. Nhưng tôi xin quý vị thứ lỗi. Lỡ như quý vị giận tôi, thì xin đừng giận. Đừng nên. Tu hành theo cách của chúng ta rất khó khăn. Mặc dù trông dễ dàng, nếu quý vị lắng nghe lời khuyên, kinh nghiệm của tôi thì sẽ dễ. Nếu quý vị nghe theo ngã chấp, nghe thế giới, nghe theo thói quen của mình, thì sẽ khó. Trước hết, có bao nhiêu người ăn thuần chay được đâu nào? Quá đơn giản. Thế mà nhiều người bỏ đi vì không ăn thuần chay, ăn chay được. Vì không đủ mạnh để giữ vững niềm tin của mình. Nào là vợ cản trở, con cái cũng cản trở, bạn bè cũng nói với quý vị bỏ ăn chay thuần chay, và quý vị nghe lời tất cả mọi người. Tôi chỉ là một người, tôi không thể chống lại tất cả họ. Họ gần quý vị mỗi ngày. Vậy quý vị phải cẩn thận, hiểu không? Quý vị phải tự bảo vệ chính mình. Vì suy cho cùng, quý vị ra đời một mình và quý vị cũng sẽ chết một mình. Nếu quý vị không bảo vệ chính mình thì không ai khác thật sự sẽ làm. Và quý vị có thể ly dị bất cứ lúc nào. Chồng có thể bỏ quý vị vì cô gái khác bất cứ lúc nào. Bạn trai, bạn gái cũng vậy. Nhưng quý vị phải sống với chính mình, với lương tâm của mình, với tâm mình luôn luôn. Rất khó, tôi biết điều đó. Tôi biết tôi đứng ở đây khuyên quý vị thì dễ. Tôi biết ở bên ngoài rất khó khăn. Nhưng quý vị nói với bằng hữu hoặc các đệ tử cũ cần phải mạnh, vì không biết kiếp sau có được làm người hay không. Không biết kiếp sau quý vị có gặp minh sư lần nữa hay không, bất cứ minh sư nào, không phải chỉ tôi, thí dụ vậy. Quý vị phải nắm bắt cơ hội bây giờ, lần này, chỉ trong kiếp này. Học nấu ăn
Từ truyền hình Vô Thượng Sư, mạng Internet, hãy tự lập. Nấu ăn cho vợ mình thay vì để cô ấy nấu cho quý vị. Nấu ăn cho chồng thay vì để chồng chiều chuộng mình. Hoặc đi ăn tiệm. Hãy nấu ăn cho họ thấy thức ăn chay thuần chay, ngon, bổ thế nào và dễ nấu như thế nào. Nấu đơn giản trước như tôi dạy quý vị trên TV, rất đơn giản, đơn giản. Và rồi đôi khi cũng mời họ đi ăn bên ngoài, ở nhà hàng thuần chay. Thấy bao nhiêu người ăn chay thuần chay không? Thấy đó, và họ rất khỏe mạnh, vui vẻ nữa. Tất cả hình ảnh treo trên tường của những vận động viên anh hùng thuần chay, những người lực lưỡng, chứ không thường như tôi, nhỏ và gầy mà họ lực lưỡng. Khôi ngô, tuấn tú, mạnh mẽ, 60 mấy tuổi vẫn là nhà vô địch thế giới. Thí dụ vậy, và các bác sĩ, vô số bác sĩ là những người thuần chay, những ngôi sao điện ảnh, nam nữ, đẹp trai, thành công, nổi tiếng và từ bi. Hãy đi nói với họ, đưa họ đến nhà hàng thuần chay. Đừng nói gì cả, bất ngờ hôm nay. Cho dù họ không muốn, à chỉ một lần thôi mà. Anh yêu, hôm nay là sinh nhật em. Hãy làm gì đó. Sinh nhật của em. Chỉ một lần thôi mà. Hãy làm gì đó. Dùng trí huệ nếu quý vị có chút nào. Tôi tin chắc quý vị có chứ. Hả? Nếu không, quý vị có thể học hỏi làm thế nào từ những cuốn phim, vận dụng gì đó, dùng trí thông minh của mình, giúp một người trở về với bản lai diện mục là có công đức vô lượng. Công việc của quý vị không chỉ là theo tôi đến bế quan, thiền định, mà công việc của quý vị còn là giúp đỡ những người đồng loại, những người lầm đường, họ sắp đi địa ngục. Mà quý vị khoanh tay đứng nhìn sao? Các tôn giáo đều nói nếu ăn thịt uống rượu thì sẽ xuống địa ngục. Tôi chưa bao giờ nói vậy trước đây. Đối với tôi, đó là sự lên án quá mạnh, nhưng đó là sự thật. Tất cả giáo chủ của các tôn giáo đều nói vậy. Đạo sư Nanat đều nói thế. Đức Phật nói điều đó. Có lẽ Chúa Giêsu cũng nói vậy, nhưng họ cắt, họ lược bỏ điều đó. Chỉ còn lại một chút gì đó để chúng ta biết Chúa Giêsu cũng ăn chay thuần chay. Nếu họ sắp đi địa ngục và quý vị tự nhận rằng họ là những người bạn tốt nhất, là vợ, là bạn trai, bạn gái yêu dấu của quý vị, vậy mà quý vị để họ xuống địa ngục sao? Dạ không. Và quý vị còn theo họ sao? Dạ không. Đó có phải là cách hành xử của người quân tử hoặc phụ nữ tốt hay không? Dạ không. Không, hãy làm gì đó. Nếu tôi làm được, quý vị cũng làm được. Làm một cách nhẹ nhàng, làm một cách thông minh. Không ép buộc, hãy làm gì đó. Nếu hôm nay cách này thất bại, quý vị hãy thử cách khác. Quý vị là những con trai, con gái thông minh, quý vị biết làm thế nào chứ? Quý vị không thể chỉ biết đứng nhìn người thân yêu hoặc người bạn tốt như là những chúng sinh tốt, bị lầm lạc và rồi đọa địa ngục. Không chỉ là con trai hư, con gái hư trong kiếp này, hoặc làm hại địa cầu, làm hại bản thân và sức khỏe của họ mà còn bị đọa địa ngục nữa. Quý vị muốn điều đó không? Dạ không. Quý vị sẽ làm gì? Làm gì đó, phải không? Gia phái. Tôi không muốn có nhiều đệ tử. Dĩ nhiên, chỉ làm phiền thêm cho tôi thôi. Nhưng tôi muốn họ khỏe mạnh, lành mạnh, và tối thiểu trở lại làm người. Không đọa địa ngục. Nếu họ không lên thiên đàng, ít ra họ không đọa địa ngục. Được rồi, hiểu điều đó không? Quý vị cố gắng cứu họ như vậy, và đó là tất cả những gì tôi muốn từ quý vị. Không gì hết, không muốn tài sản, không muốn tiền bạc, không muốn sự tôn thờ, tôn kính, không muốn sự tán thán của quý vị. Không, con thương sư phụ suốt ngày, không muốn, tôi muốn quý vị giúp bạn hữu, người thân của quý vị. Và tất cả họ đều là bạn hữu, người thân của chúng ta. Ngoài việc giúp đỡ loài vật để họ không quá đau khổ, ở những góc tối tăm nào đó mà chúng ta không tới được, mà chúng ta thậm chí không thấy, mà chúng ta thậm chí không biết. Quý vị hiểu những gì ta nói không? Dạ hiểu. Tất cả những điều quý vị học về lòng từ bi, thương xót, nhân ái, hãy vận dụng nó.
Dù sao, nếu quý vị biết ai đó sắp sa ngã hoặc bị tổn thương, và quý vị biết trước điều đó, thì quý vị có nghĩ cách giúp đỡ người đó hay là không? Dạ có. Suy nghĩ, quý vị phải suy nghĩ. Vì các hoàn cảnh đều khác nhau, bạn hữu, gia đình quý vị, cá tính của mọi người đều khác nhau. Tôi không thể dạy quý vị từng người một. Quý vị phải suy nghĩ, quý vị sống với họ, quý vị gặp họ mọi lúc, quý vị biết cá tánh của họ, quý vị biết cách để giúp họ. Tôi tin cậy vào quý vị, xin hãy giúp họ và giúp các bạn thú. Nếu quý vị nói cảm ơn sư phụ và quý vị không biết cách báo đáp lòng tốt của tôi, thì hãy làm điều đó. Vậy thì tôi sẽ rất mừng. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngày mai chúng ta nói chuyện nữa. Đi ăn đi. Ngày mai là chính thức phải không? Dạ. À, tôi sẽ cố gắng đọc Kinh Lăng Nghiêm. Cảm ơn. Cảm ơn tất cả quý vị. Chúc ăn ngon miệng. Tôi định ăn cùng với quý vị các đại đức. Nhưng bây giờ tôi bận quá vì có thêm một số công việc. Vậy nên hôm nay tôi không ăn cùng với quý vị được. Thông thường tôi ăn và đọc các tài liệu cùng một lúc. Hôm nay tôi cũng phải làm như vậy vì có rất nhiều tài liệu mà tôi cần xem lại. Tôi nói thông thường tôi sẽ mời các nhà sư ăn với tôi. Không phải thông thường, nhưng nếu tôi gặp họ, nếu tôi có dịp, nhưng bây giờ không thể, tôi phải ăn và xem giấy tờ cùng một lúc. Đó là cách tôi phải xử lý. Tôi còn có chó nữa, và họ cũng thương tôi như quý vị thương tôi, có lẽ còn hơn, và họ cũng cần tình cảm. Nhưng khi quý vị ở đây hoặc vào các chủ nhật hoặc kỳ bế quan, thì tôi không thể chăm sóc họ. Phải bảo họ rằng hãy hy sinh nhé. Được rồi. Chúc quý vị ngon miệng. Hẹn gặp lại. Có thể nếu làm xong việc tôi có thể trở lại. Có thể, tôi nói có thể thôi. Tôi thương tất cả quý vị. Ước gì tôi có thể ôm từng người một và nói tôi thương quý vị. Nhưng chúng ta chỉ nhận tình thương từ con tim. Tôi thật sự cảm kích quý vị và sự hiện diện của quý vị. Cảm ơn sư phụ. Chào nha. Thương quý vị, Thượng Đế gia trì.